Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Kinh Điển. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta có lẽ ai cũng đã từng có ước mơ được một lần chạm tay vào bầu trời và đứng trên những đám mây. Nó có vẻ là một ảo mộng xa vời nhưng không hẳn là không thể thực hiện được. Nếu bạn không thể to lớn như siêu anh hùng khi biến hình thì bạn có thể chọn một giải pháp phù hợp hơn, đó là đứng trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời. Còn nếu bạn không biết những tòa nhà nó ở đâu thì hãy theo dõi ngay danh sách ngày hôm nay của Top 10 Kinh Điển nhé. Cùng đến với vị trí thứ 10, đó là City Tower, cao 528m. Đây là một tòa nhà chọc trời, cao tầng ở khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh. Nó được phát triển bởi tập đoàn CITIC, đó là lý do tại sao nó được gọi là tháp CITIC. CITIC Tower có chiều cao 528m với 109 tầng. Khi được hoàn thành vào năm 2018, nó đã vượt qua trung tâm thương mại thế giới China Tower 3 để trở thành tòa nhà cao nhất trong thành phố Bắc Kinh. Sẽ khó có tòa nhà nào khác có thể lấy mất vị trí này của CITIC Tower, bởi tòa nhà này là tòa nhà siêu cao cuối cùng được cấp phép xây dựng trước khi Bắc Kinh áp đặt các giới hạn về chiều cao đối với thành phố vì nguy cơ động đất cao trong khu vực. Theo luật mới được ban hành thì các tòa nhà sẽ không được cao quá 180m. Vị trí thứ 9, trung tâm tài chính Thiên Tân CTS, cao 530m. Trung tâm tài chính Thiên Tân CTS vượt qua đối thủ tháp CITIC chỉ vài mét để đứng thứ 9 trong danh sách này. Thiên Tân CTS hay Trào Tài Phúc là tòa nhà đa chức năng được xây dựng ở Thiên Tân, Trung Quốc. Với tổng chiều cao là 530m, tòa nhà 98 tầng này đã bắt đầu xây dựng từ năm 2013 và được hoàn thành vào năm 2018. Mặt tiền của tòa nhà hỗn hợp gồm văn phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ có những đường cong nhấp nhô nhẹ nhàng giúp giảm thiểu lực gió trên cấu trúc. Đỉnh tháp nhọn và thiết kế tinh tế nên khi nhìn vào có cảm giác tòa nhà giống như một quả tên lửa khổng lồ chuẩn bị phóng lên không trung. Và với độ cao 530m thì Thiên Tân CTS đứng sừng sững thách thức mọi tòa nhà xung quanh mình. Không chỉ có chiều cao ấn tượng mà tòa nhà này còn sở hữu thang máy nhanh nhất thế giới. Thứ 8, trung tâm tài chính Quảng Châu CTS, cao 530m. Trung tâm tài chính quốc tế Quảng Châu hay còn gọi là Tháp Tây Quảng Châu là một tòa nhà chọc trời với 103 tầng, cao 530m. Tòa nhà tọa lạc ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc và là một phần của tháp đôi Quảng Châu. Tòa nhà này được xây dựng dựa trên thiết kế của Wilkinson Air bắt đầu từ tháng 12 năm 2005 và kết thúc vào năm 2010. Tòa nhà đóng vai trò là một trung tâm hội nghị, khách sạn và văn phòng. Tầng 1 đến tầng 66 là các văn phòng, tầng 67 và tầng 68 chứa các thiết bị cơ khí, tầng 69 đến tầng 98 thuộc một khách sạn 4 mùa, còn tầng 99 và tầng 100 được dùng làm đài quan sát. Giống với Thiên Tân CTS thì tòa nhà này cũng sở hữu một trong những thang máy nhanh nhất trên thế giới, đạt tới tốc độ 71 km/h. Thứ 7 là One World Trade Center, cao 546,2m. One World Trade Center là tòa nhà được xây dựng trên nền của tòa tháp đôi bị đánh sập trong vụ khủng bố ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến khoảng 3.000 người thuộc 90 quốc gia khác nhau thiệt mạng, thì công trình One World Trade Center đã được xây dựng và hoàn thành để thay thế cho tòa tháp đôi, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau của nước Mỹ sau vụ khủng bố ngày nào. One World Trade Center còn có tên gọi khác là Freedom Tower, là tháp tự do, là tòa tháp cao 546,2m, được khởi công vào ngày 27 tháng 4 năm 2006 với chi phí ước tính khoảng 3,9 tỷ USD. Gồm 104 tầng chính, 5 tầng hầm, đài quan sát, tháp anten và diện tích sàn là 325.279m2. Đã mất tới 8 năm để hoàn thành tòa tháp này, One World Trade Center đạt một tiêu chuẩn mới về thiết kế, xây dựng, uy tín và tính bền vững. Hiện nay thì nó đã vượt qua Empire State để trở thành nóc nhà mới của nước Mỹ và là tòa văn phòng an toàn nhất của quốc gia này. Và ở vị trí tiếp theo là Lord World Tower, cao 555m. Cũng giống như tháp Thượng Hải ở Trung Quốc thì Lord World Tower là tòa nhà cao nhất của xứ sở kim chi, Hàn Quốc.
Lord World Tower cao 555m, tính cả anten là 555,7m với 123 tầng nổi và 6 tầng hầm. Lord Tower vượt qua kỷ lục của One World Trade Center ở New York là 546,2m. Tổng trọng lượng của tòa nhà này là 750.000 tấn. Đặc biệt, từ tầng 107 trở lên thì Lord World Tower có cấu trúc dạng Diagoras cho phép ngọn tháp có hình dáng chiếc lồng đen nhưng vẫn chịu được những cơn gió mạnh và động đất lên đến 9 độ Richter. Được hoàn thành vào năm 2016, đây được xem là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ 5 trên thế giới. Lord Tower được thiết kế bởi kiến trúc sư Carl Peterson Fox và kỹ sư kết cấu Leslie E. Robertson Associates. Công trình được lấy cảm hứng từ nét văn hóa truyền thống xen lẫn hiện đại của Hàn Quốc. Hình dáng của tháp là sự hòa quyện hài hòa giữa chiếc bình gốm và chiếc bút lông thời xa xưa của xứ sở kim chi. Với đường cong đơn giản, mềm mại, đại diện cho vẻ đẹp truyền thống lâu đời của đất nước này, thì Lord World Tower là một công trình độc đáo có 102 trên thế giới. Và ở vị trí thứ 5 là Golden Finance 117, cao 596m. Golden Finance 117 là tòa nhà cao nhất ở Thiên Tân, Trung Quốc, gồm 117 tầng với chiều cao là 596m và là tòa tháp cao thứ 5 trên thế giới. Được khởi công xây dựng vào năm 2008 và hoàn thành vào năm 2019 với thiết kế đa chức năng. Trên đỉnh ngọn tháp là một khách sạn sang trọng, còn bên dưới là tổ hợp nhà ở và văn phòng. Tòa nhà được thiết kế bởi tập đoàn PNT Group và đơn vị thi công là tập đoàn Arup. Golden Finance 117 là dự án lớn nhất của Thiên Tân vào thời điểm bấy giờ với sự phát triển tổng thể về tổ hợp biệt thự, nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, trung tâm vui chơi giải trí và các không gian xanh. Trong ánh nắng, Golden Finance 117 giống như một chiếc gậy với đầu cao nhất là một viên kim cương lấp lánh. Trong viên kim cương, đó là khách sạn hạng sang có bể bơi và không gian ẩm thực với view thành phố tuyệt đẹp. Thứ tư, Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An, Trung Quốc, cao 599m. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An bao gồm 115 tầng, được ủy quyền bởi Bảo hiểm Bình An và được thiết kế bởi công ty kiến trúc Mỹ Carl Peterson Fox Associates và hoàn thành vào năm 2017. Với chiều cao 599m, Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An là tòa tháp cao nhất Trung Quốc và đứng thứ tư trên thế giới. Tòa lạc tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến, tòa tháp không chỉ siêu cao mà còn là một kiệt tác siêu xịn sò với thiết kế theo hình nón, thu hẹp dần lên đỉnh. Ngoài ra, còn có 8 cột trụ bên ngoài được thiết kế giúp giảm trọng tải gió tối đa, nhờ đó cải thiện cường độ và kết cấu sức cản của gió. Để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An, thì đơn vị thi công đã phải sử dụng 1.700 tấn thép 316L không gỉ. Do vị trí tòa nhà nằm ở thành phố ven biển, nên chất liệu đặc biệt này có khả năng chống ăn mòn tối đa dưới sự tác động của thời tiết và gió biển. Và tiếp theo là Macca Royal Clock Tower, cao 601m. Sẽ như thế nào nếu chúng ta được nằm nghỉ trong một căn phòng khách sạn cách mặt đất hơn 600m nhỉ? Bạn đã bao giờ có mong muốn như vậy chưa? Nếu có, hãy đến ngay khách sạn Macca Royal Clock Tower tại Mecca, Ả Rập Xê Út nhé! Nằm bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Haram, khách sạn 5 sao này là tòa nhà cao thứ 3 thế giới với chiều cao 601m, được hoàn thành vào năm 2012 sau 8 năm xây dựng. Nổi bật trên đỉnh tháp là một chiếc đồng hồ cực lớn có 4 mặt, có thể nhìn thấy nó rõ ràng từ khoảng cách 25km. Khách sạn chọc trời này còn là nơi có chất lượng cực kỳ xa xỉ. Nếu chọn nghỉ tại đây, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ cao cấp hàng đầu từ A đến Z và 24/24, Wi-Fi miễn phí mọi lúc mọi nơi. Tất cả các khu vực tại khách sạn này đều được trang bị TV màn hình LCD, mỗi phòng có phòng tắm riêng rộng rãi và bồn tắm. Kèm theo đó là một quang cảnh đẹp mắt của đền Holy Kaaba, nhà thờ Hồi giáo Haram hay thánh địa Holy City. Vị trí thứ hai là tháp Thượng Hải, cao 632m. Bên cạnh vạn lý trường thành vĩ đại thì Trung Quốc còn được biết đến với đất nước có tòa tháp cao thứ 2 trên thế giới sau Burj Khalifa của Dubai. Đó là tháp Thượng Hải, một công trình kiến trúc độc đáo mang tầm nhìn mới mẻ, đại diện cho nền kiến trúc phương Đông.
Tòa nhà này gồm 128 tầng và cao 632 mét, được khởi công vào năm 2008, hoàn thành vào năm 2015, với tổng số vốn đầu tư lên tới 2,4 tỷ USD. Nằm tại trung tâm tài chính Lục Gia Thủy, quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, thì tòa nhà cho chơi này chủ yếu dành cho các tập đoàn tài chính và cơ quan chính phủ. Được thiết kế bởi Zeisler, một công ty kiến trúc của Mỹ, tòa tháp thông minh này có dạng thân xoắn, hệ thống lan can xoắn ốc giúp nạo một lượng mưa lớn trong việc điều hòa không khí và sưởi ấm cho toàn bộ ngôi nhà. Nhìn từ bên ngoài thì tháp Thượng Hải có hình dạng 9 tòa nhà hình trụ xếp chồng lên nhau với tất cả mặt tiền đều được ốp kính trong suốt. Mỗi tòa đều có khu sân vườn, quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ để phục vụ cho người dân sinh sống nơi đây. Với độ cao lý tưởng nhất Trung Quốc, tầng quan sát trên đỉnh tháp Thượng Hải là nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố hoa lệ này, đặc biệt là về đêm. Và đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này, đó chính là Burj Khalifa, cao 828 mét. Tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai được cho là một công trình kiến trúc khổng lồ gồm 192 tầng và cao 828 mét. Công trình này là một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo và cao nhất trên thế giới, mỗi năm thu hút một lượng khách du lịch vô cùng lớn. Việc xây dựng tòa nhà này được hoàn thành vào năm 2010 và tiêu tốn tới gần 20 tỷ đô la. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc truyền thống của đạo Hồi và kiến trúc hiện đại. Công trình có thể đứng vững trong vùng khí hậu sa mạc khắc nghiệt như ở Dubai và là một trong những thành tựu đáng khâm phục của con người cho đến nay. Dù đang giữ ở vị trí đứng đầu thế giới, nhưng Burj Khalifa lại đang có nguy cơ bị tụt hạng bởi tòa nhà Jeddah Tower tại Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm nay với chiều cao hơn 1.000 mét. Các bạn thân mến, thật sự là những tòa nhà siêu cao khổng lồ này đã chạm đến tận bầu trời. Chắc chắn trong tương lai không xa, với sự phát triển của khoa học và trình độ càng cao của con người thì sẽ có những tòa nhà khác cao hơn được xây dựng. Nếu như bạn có cơ hội đến những tòa nhà này thì hãy lưu lại cho mình những khoảnh khắc thật ấn tượng và phải chú ý đến an toàn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.